Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và ngày hôm nay chúng tôi bước vào giờ tin tức chào buổi tối thưa quý vị cùng với Hương Giang. Ngày hôm nay tin tức rất hấp dẫn thưa quý vị, ngày hôm nay ngày bầu cử và cũng rất cận kề cái chuyến gặp gỡ giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un. Chúng tôi sẽ tập trung một số tin chính và nếu có thời gian chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số tin con mèo sau thưa quý vị. Chào Hương Giang thưa cô. Dạ, Hương Giang xin chào anh Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị khán thính giả của bản tin chào buổi tối ngày thứ ba. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có một số tiểu bang đã có vòng bầu cử sơ bộ. Trong đó có hai tiểu bang hiện nay được xem là hai tiểu bang đóng vai trò rất là quan trọng, đó là California và New Jersey. Thưa quý vị, sở dĩ tại sao hai tiểu bang này quan trọng? Bởi vì đây là hai tiểu bang trọng yếu mà dân chủ đang nhắm vào. Cái kết quả bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tại hai tiểu bang này có thể quyết định cái số phận của dân chủ tại Hạ viện. Liệu họ có lật ngược cái thế hay không? Tin tức về bầu cử có muốn nói gì nữa không? Dạ, thưa anh Nam, thưa quý vị, California thì ngày hôm nay có lẽ là quý vị nào mà ở khu vực San Francisco, vùng vịnh San Francisco thì quý vị biết là có bầu cử sơ bộ thì có những cái vấn đề lớn, chẳng hạn như là tại San Francisco thì người ta bầu cử, người ta sẽ bầu vị thị trưởng mới thay ông cựu thị trưởng ông Lee, thị trưởng quá cố đã bất ngờ qua đời vì cái bị đột quỵ. Trên lá phiếu của người dân quanh vùng vịnh San Francisco cũng có tên của vị thẩm phán, thưa quý vị, đó là ông Persky. Thẩm phán này là thẩm phán mà đã gây ra nhiều cái tranh cãi khi mà ông tuyên án cái vụ án một người phụ nữ bị sinh viên hiếp dâm và cái bản án nó quá sức là nhẹ, bởi vì người thanh niên này, một học sinh, một sinh viên của trường Stanford, một sinh viên mới của trường Stanford mà lãnh cái bản án hiếp dâm mà chỉ có mấy tháng tù thôi, thì bây giờ đang có cái thỉnh nguyện yêu cầu là bãi nhiệm ông này. Bãi nhiệm một vị thẩm phán là một chuyện rất là lớn chứ không phải là một chuyện đơn giản. Chính vì vậy mà việc này phải đưa lên lá phiếu. Và thưa quý vị, tại San Jose thì có lẽ mọi con mắt đổ dồn vào khu vực 7 ha anh Nam. Và khu vực 7 thì có lẽ là Hương Giang sẽ dành anh Nam. Và có lẽ là anh Nam sẽ cập nhật đến quý vị kết quả bầu cử, kết quả nóng, sôi nổi vào tối ngày hôm nay. Sau khi mà chúng tôi có kết quả. Riêng thống đốc của California, thưa quý vị, ông Jerry Brown thì sắp hết nhiệm kỳ. Chính vì vậy mà hiện nay cái ghế thống đốc đang được tranh đua rất là gắt gao. Ứng cử viên ông phó thống đốc Gary Newsom, nếu quý vị nào ở San Francisco có lẽ biết rất rõ về ông Newsom. Ông từng là thị trưởng của San Francisco và ông được cho là người mà gọi là cực tả, tức là rất là cấp tiến. Vị thị trưởng này lấy được cái lá phiếu từ cộng đồng người đồng tính đó nào, rất là mạnh, rất là đông, bởi vì ông là một trong những người mà khởi đầu cái việc là hôn nhân đồng tính. Chính vì vậy mà ông có một cái lực lượng hậu thuẫn từ cộng đồng đồng tính rất là lớn. Và cho đến nay, tại giờ phút này và vào tất cả các cuộc thăm dò thì đều cho thấy là ông Gary Newsom dẫn đầu. Và có hai ứng cử viên. Bây giờ quý vị biết là cái vòng bầu cử sơ bộ này thì mọi con mắt đổ dồn vào cái việc là ứng cử viên nào sẽ vào vòng trong để mà đấu với ông Newsom. Bởi vì có hai ứng cử viên, nhiều lắm quý vị, nhưng mà có hai ứng cử viên hiện nay thì đang là hai ứng cử viên được để ý rất là nhiều, đó là ông John Cox. Ông John Cox là một trong những nhà kinh doanh và ông là đại diện cho đảng Cộng hòa, ông là người Cộng hòa. Trong khi đó một nhân vật thứ hai đó là ông Anthony, họ của ông thì đọc rất là khó, Villaraigosa, nếu mà Hương Giang đọc không có nhầm. Ông Anthony là cựu thị trưởng thành phố Los Angeles và thưa quý vị, ông là người dân chủ. Nếu như mà ông John Cox thắng vòng sơ bộ và vòng trong với ông Newsom thì Cộng hòa họ có niềm hy vọng. Tuy nhiên nếu như mà ông Cox thua vòng sơ bộ mà để cho ông Anthony vào vòng trong thì Cộng hòa sẽ mất đi cái hy vọng. Và cái thứ hai nữa là như vậy trên lá phiếu là hai đối thủ dân chủ. Đây điểm khá lý thú anh ạ. Bây giờ không hỏi bầu cử mà hỏi cái này nè, chữ nghĩa. Còn đấy có dùng cái chữ đồng tính thì khác nghĩa, trái nghĩa với đồng tính là gì? Nam cứ bắt cắt cớ Hương Giang quá vậy. Làm Hương Giang hề. Cho nên cái chữ đồng tính thì rất nhiều người quen. Dạ.
nhưng mà cái chữ trái nghĩa đó nhiều người không nhớ, cho nên tự dưng gặp Hương Giang bắt bí Hương Giang cái Bác bí này Hương Giang chắc thua quá à. thưa quý Bây vị, giờ trong đầu Hương Giang toàn tin mà nó bác bí. có những cái chữ nó vui lắm, ví dụ như đồng tính đó, thì cái trái nghĩa của nó là dị tính, right? Đúng, đúng. Cũng như nói là bà ông chồng chết đó, thì vợ là quả phụ, đúng không? Bà quả phụ Nguyễn Thị A, Nguyễn Nhân A gì đó, nhưng mà vợ chết thì ông chồng lại gì? Đừng nói là cô nhi. Thưa quý vị, nói chữ nghĩa nó rất là vui. Cho nên có những cái chữ mà chúng ta ít dùng, những vì khi mà ít dùng thì nó trở thành xa lạ. Ví dụ như khi mà Hương Giang nói đồng tính, lúc đầu tôi nghĩ cái dị tính, đa số mình là cộng đồng hôn nhân dị tính, đúng không? Nhưng mà cũng có một số khá đông là hôn nhân đồng tính. Trở lại cái chuyện bầu cử xong xe, thưa quý vị, ngày hôm nay tòa soạn cũng rất là vui. Cái cuộc bầu cử nó rất là nhỏ, ở một chức vụ nhỏ, thiệt nhỏ là chức vụ nghị viên của một thành phố. Nghị viên, và đặc biệt là nghị viên khu vực 7, là cái khu vực nhỏ nữa. Khu vực nhỏ nữa. Không những nhỏ mà nghèo nữa. Khu vực 7 là khu vực nghèo nữa, đúng vậy. Đúng dạ. Đa số là người Mẹ và người người Việt Nam của mình. Nhưng mà cuộc bầu cử đó, tuy nó không phải là cuộc bầu cử ảnh hưởng lớn cộng đồng, nhưng mà đối với những người mà có quan tâm khu vực 7 thì đây là cuộc chạy đua rất là máu lửa. Phải nói là máu lửa giữa 7 ứng cử viên đương kim nghị viên Nguyễn Tâm và có 6 người challenger. Trong 6 người challenger có 2 người Mẹ, 1 người Mỹ trắng và 3 người Việt, tổng cộng là 7 người. Thì nhiều người đó đang trước giờ lên đài, thì một người bạn cùng học với tôi trước đây ở đại học là anh Brian Công Đỗ, một chuyên viên lo về tranh cử, và lần này thì anh đứng ngoài cuộc. Anh hỏi anh Nam cá độ với em đi, ngày mai ăn phở ai thắng trong Anh khu nào vực 7 này. có cá độ Nhưng mà hai anh em lại bắt cá giống nhau làm sao cá độ. Nhưng mà có nghĩa là những thông tin như vậy ra các quán cà phê trong khu vực 7 hay là trong cộng đồng người Việt tại San Jose, câu chuyện rôm rang không phải là bầu cử ông thống đốc cái bầu cử ông gì cả, mà chuyện rôm rang là chuyện bầu xã trưởng, thưa quý vị, là của khu vực 7, ông quận trưởng nếu oai hơn, nhưng mà nói chung là một chức cấp chính quyền thuộc loại nhỏ, thưa thưa quý vị, nhưng mà nó rất là gay cấn. Một vài ngày trước ngày mà bỏ phiếu, Vân Lê có tố Nguyễn Tâm thêm một số tội trạng nữa. Và vụ việc chúng tôi biết rằng là đi xa hơn chúng ta nghĩ, đi không những lên tới luật sư thành phố, lên tới clerk của thành phố, thư ký thành phố, lên cả Miệng lý. registrar voters, văn phòng ghi danh bầu cử quận hạt, và nghe tin đồn là ngày hôm qua đã lên tới văn phòng biện lý là DA, văn phòng DA office, DA của mà quận dạ. và như vậy thì nó rất là phức tạp, thưa quý vị. Cho nên sau cuộc bầu cử, dù kết quả như thế nào chăng nữa, chúng tôi nghĩ vẫn chưa yên. Cho nên cái hậu bầu cử của khu vực 7 San Jose cũng sẽ rất là kinh khủng, thưa quý vị. Liên quan đến hai ứng cử viên Việt là cô Vân Lê và nghị viên Nguyễn Tâm. Thì tối nay đó, thì chúng tôi sẽ đi một vòng các chỗ kiểm phiếu của anh Thomas Dương và văn phòng Vân Lê, văn phòng Chris Lê nếu có, và văn phòng kiểm phiếu và văn phòng theo dõi tranh cử, theo dõi kết quả bầu cử Nguyễn Tâm, và sẽ tường trình cho quý vị trên làn sóng Radio Phú Đêm vào khoảng 9 giờ, 9 giờ 15 gì đó. Và sau đó thì ngày mai Hương Giang chúng tôi sẽ tường trình quý vị cụ thể đầy đủ hơn. Có khi nó tới khuya chưa xong, thưa quý vị, tới khuya chưa xong. Nhưng mà có quy định thế này, quý vị ở bất cứ nơi nào, quý vị có chỉ cần bước vào website báo calitoday.com, thì chuyên viên kỹ thuật chúng tôi đã đưa một banner rất là dễ thương lên trong đó cập nhật bầu cử của federal, liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố. Quý vị chỉ cần bấm vào các cái thanh trên cùng đó là chữ liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố, thì quý vị theo dõi một cách sát sườn nhất, cập nhật là từng phút một, thưa quý vị, về những kết quả bầu cử. Và có khi thưa quý vị, chúng tôi thức tới 2-3 giờ sáng chưa cái kết quả nữa, đôi khi nó sát nút quá đó. Nếu nó cách biệt mà còn số phiếu ít đó, thì mình có thể đoán được, nhưng mà có sự cách biệt dăm 3 phiếu, ví dụ cuộc bầu cử vừa qua của anh Nguyễn Mạnh và Diệp Thế Lân đó, nó cách nhau có 12 phiếu mà số phiếu còn vài chục phiếu cũng có thể là tạo sự khác biệt, thưa quý vị. Cho nên chúng ta hy vọng rằng cuộc bầu cử lần này đó là sẽ kết thúc sớm, mà
Đó chỉ là hồi một, còn hồi hai thì có gì phức Nhưng tạp hơn mà nữa. hình như là cái kỳ bầu cử 4 năm trước thì Nguyễn Tâm, Vân Lê và Maya cũng là ba đối thủ với nhau phải không anh? Ba Ba đối đối thủ thủ. cạnh tranh nhau đúng không anh? Ừ. Dạ. Như vậy chúng ta phải chờ xem thử kết quả vào tối khuya ngày hôm nay sẽ như thế nào, và ngày mai thì chúng tôi sẽ trở lại với bản tin này, nhưng mà tối nay thì chắc là anh Nam có cái tường trình trên radio đúng không? Dạ, tối Dạ. nay có tường trình radio vào tối đây. Dạ, thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ vào đúng ra là vào tối khuya ngày hôm qua sáng sớm ngày hôm nay, thì bà Sarah Sanders, bà phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc đã lên mạng Twitter thông báo cái địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un. Thưa quý vị, chúng ta biết là cái cuộc hội nghị này nó sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Và Tòa Bạch Ốc trong mấy ngày vừa qua thì họ mỗi ngày họ tiết lộ một chút xíu, họ tiết lộ một chút xíu thông tin về cái cuộc hội nghị này. Và bà Sarah Sanders đã cho biết là địa điểm cụ thể cái cuộc hội nghị này diễn ra là tại khách sạn Capella trên cái hòn đảo, một cái hòn đảo du lịch rất là nổi tiếng của Singapore. Thú vị. Và nhà chức trách Singapore họ cho thông báo là cái khu vực này, tức là cái khu vực chung quanh khách sạn này, thì họ đã lập nên những cái khu vực đặc biệt, tức là người mà đi ra vào những cái khu vực này thì phải bị kiểm tra hết sức là gắt gao, và phi cơ không người lái, đó drone đó quý vị, thì không có được bay ở trên trời trong trong cái thời gian đó. Tức là bây giờ công tác an ninh đã bắt đầu vào cái giai đoạn cuối rồi thưa quý vị, tức là chúng ta chỉ còn đúng một tuần nữa phải không anh Nam? Đúng một tuần nữa thì hội nghị ngày này sẽ diễn ra. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì Hương Giang cũng đã loan tới quý vị là bây giờ Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump có vẻ như là đang hạ cái mong đợi, cái kết quả mong đợi về cái cuộc hội nghị này. Tức là mục tiêu vẫn đề ra, là mục tiêu vẫn nêu ra là làm sao mà để Bắc Hàn giã giới được vũ khí nguyên tử để đổi lại những việc gỡ bỏ lệnh cấm vận về kinh tế. Tuy nhiên thì Tổng thống trong những ngày vừa qua thì ông cũng cho biết là cái cuộc gặp gỡ này thì sau cuộc gặp gỡ này còn những cái cuộc gặp gỡ khác, và cái cuộc gặp gỡ này chỉ ở cái đoạn là gặp nhau và chào hỏi để biết rõ về nhau thêm thôi. Cảm ơn Hương Giang. Thưa quý vị, theo dõi cái cuộc này đó, thì sau cái ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi cũng tập trung vào bầu cử chút xíu, và sau đó cái là chúng ta sẽ dồn sức thời gian về cái chuyện này và Biển Đông. Thưa quý vị, theo dõi cái chuyện mà gặp gỡ của ông Kim Jong Un với ông Donald Trump nó nhiều thú vị đó. Bây giờ cái việc đầu tiên là đã xong là cái nơi diễn ra cuộc họp ở đâu, khách sạn nào, right? Nhưng mà cuộc họp không chỉ dừng các cuộc họp trù bị, không phải chỉ bàn tại đó. Chúng ta biết rằng có ba cái cuộc họp diễn ra để chuẩn bị cho vấn đề này. Thứ nhất là cuộc họp tại bàn môn điểm giữa hai phái đoàn Mỹ và Bắc Hàn. Cuộc họp thứ hai là cuộc họp giữa ông Kim Jong Cho, là ông này là phó chủ tịch ban chấp hành trung ương của Đảng Lao động Bắc Hàn, là người thân tín của gia đình họ Kim, và đã gặp gỡ với ông Pompeo và gặp gỡ Tổng thống Donald Trump mà chúng ta đã nói chuyện trong mấy tuần trước. Cuộc gặp gỡ thứ ba nữa là hai bên bàn về cái logistics, là ăn ở, tiếp đón, an ninh, bàn họp hội nghị này nọ, tại diễn ra tại Singapore do ông phụ tá đồng lý sự vụ văn phòng Tòa Bạch Ốc là ông Higgins, là đại diện Mỹ đi về phía đó, một cộng một phái đoàn của Bắc Hàn. Thì giờ cái địa điểm mới có, nhưng mà trong cuộc họp nó bàn nhiều thứ, nó cười. Ví dụ như nè, trong cái bàn như vậy đó thì nó đặt sao, và ông lãnh tụ nào ngồi bên nào, cùng với ông lãnh tụ là phái đoàn gồm những ai nữa, ngồi ở đâu, và trong cái phòng họp như vậy ngoài lãnh tụ phái đoàn còn cả ai nữa không, họ đều đi tới rất là chi tiết hương gian. Rồi chẳng hạn như là hai bên đó, thì có bao nhiêu lần nghỉ, là bao nhiêu lần họ dùng bữa với nhau, bao nhiêu lần họ ăn cơm và nghỉ ngơi, và trong lúc mà cụng ly chúc tụng đó thì là ông Trump không uống rượu thì uống cái gì, còn bác Hàn có uống rượu không đó. Thì nó đi tới mức độ chi tiết như vậy hương gia. Và chẳng hạn như là sau đó là hai bên tặng nhau thì quà tặng là gì, anh phải tiết lộ chứ không có chơi xỏ này. Nhiều lúc tặng cái chơi xỏ, nhưng mà người ta mới nói đùa là hai ông cũng nên có hai cái phao,
là đôi khi mấy ông ra đó là ông oánh nhau thì phải có cái phao đi bơi về trong đất liền ở ngoài đảo. Tức là hai ông này tính khí nóng nảy và có thể giận dữ bất thình lình. Thưa quý vị, ông Trump thường nói là nếu cuộc họp không 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 có đạt được kết quả thì bảo ông đi về. Mà Kim Jong Un cũng cũng thuật lại cũng ngang ngược như vậy, cho nên ta nói đùa với nhau trong giới theo dõi hành lang nó không biết cái chuyện gặp gỡ hai ông này sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây là cuộc họp được xem là rất là lớn, thưa quý vị, cuộc họp lịch sử. Thì có một cái điều đó, là có cái điều này đó, tới mức độ này thì mình cũng thấy bất ngờ, là kể từ cái Thế vận hội năm 2000, thập niên 2000, thì Seoul theo chính sách là Sunshine Policy, chính sách mặt trời mọc. Cho nên chính sách mặt trời mọc là gì? Là theo cái vị tiền nhiệm của ông Tổng thống Moon Jae-in này nữa, người ta dùng chính sách thân thiện Bắc Hàn, tiếp cận Bắc Hàn, tìm cái hòa bình trong chiến tranh, tìm sự hợp tác trong sự rối loạn, tìm sự bình yên trong trong lúc mà khói lửa. Thì hai tiền nhiệm của ông Kim Moon Jae-in này đã từng đến Bình Nhưỡng rồi. Và ông lần này ông ta lên, ông ta cũng theo chính sách đó, mà chính sách nó có một cái điều tức cười là cứ mỗi lần Thế vận hội thì Nam Hàn muốn có phái đoàn Bắc Hàn tham dự. Mà mỗi lần muốn có phái đoàn Bắc Hàn tham dự thì Bắc Hàn thường hay nói rằng là đất nước tôi nghèo cho nên không có đủ cái sở phí, cái ngân khoản để mà lo liệu những cái chuyến đi ngoại quốc. Thì thường thường là Nam Hàn lo, kể trong cái Thế vận hội lần trước thì Nam Hàn vẫn lo chi cho phái đoàn Bắc Hàn everything, tất cả mọi thứ. Trong liên cái Thế vận hội mùa đông vừa qua, quý vị biết Nam Hàn chi là từ 22 cái vận động viên thể thao gia mà tính tham dự, rồi kể cả phái đoàn, kể cả đoàn búa, kể cả ban nhạc và kể cả cheerleaders, những cái người mà đứng mà cổ động, lên tới bao nhiêu Hương Giang tưởng tượng không? Lên tới 2.600.000 Mỹ kim. Vậy thì chuyến đi tới Singapore này, cái chi phí của phái đoàn Bắc Hàn đang là một câu hỏi phải không anh ạ? Đúng, rất là đúng thưa quý vị. Cảm ơn sự thông minh của Hương Giang. À, thưa quý vị, cho nên trong những cái chuyến đi như vậy đó, thì Bắc Hàn muốn tìm cái người mà lãnh Bảo giùm trợ. cái bill bảo trợ. Dạ. Thì cái bảo trợ thì thường thường nó không là vấn đề. Bắc Hàn có nhiều người bảo trợ lắm. Nhưng mà bảo trợ lần này nó dính tới một cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và của Hoa Kỳ. Anh bảo trợ mà cái giao dịch tài chính nó không khéo thì cái công ty bảo trợ, cái đất nước bảo trợ và cái cá nhân bảo trợ có thể bị buộc vào cái tội vi phạm các lệnh trừng phạt, các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Cho nên muốn bảo trợ với phái đoàn Kim bây giờ, phái đoàn nhà nước của ông Kim bây giờ là phải có được Mỹ tháo bỏ cấm vận đó. Phải phải được Mỹ tháo bỏ cấm vận đó, cho phép. Và nếu như vậy thì cũng mắc cỡ lắm. Ông Kim cũng mắc cỡ lắm. Mà một trong những tin đồn là Mỹ cũng rất muốn bảo trợ. Chính phủ Mỹ đó cũng rất muốn bảo trợ cái chi phí cho chuyến đi của Bắc Hàn. Right. Nhưng mà cho đến giờ này có một số cái bảo trợ như sau. Thứ nhất là theo cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Quốc phòng của Singapore thì Singapore cho rằng đây là cuộc họp lịch sử mà Singapore cũng muốn gánh một phần chi phí. Phần chi phí đó không nói là bao nhiêu về cái sở phí của chuyến đi của phái đoàn Bắc Hàn đến Singapore dự họp lần này, phó hội lần này. Và cứ từ 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 Hương Giang một cái phòng như vậy đó, ở có hai loại phòng, một là phòng xịn và là bình dân. Chắc là tùy tùng mới đi vào cái phòng bình dân ở, nhưng phòng của xịn đó, nó lên khoảng 6.000 Mỹ kim một đêm. Dạ, khách sạn này có khoảng 112 phòng. Có 6.000 Dạ. Mỹ kim cho một đêm, cho nên cái chi phí nó cũng lớn và chi phí tất cả mọi thứ nó Mà cũng cao to lắm. Thì cái đơn vị thứ hai cũng muốn bảo trợ đó là cái một cái ủy ban mang tên là một ủy ban chống cái vũ khí hạt nhân. Thì cái ủy ban này họ cũng rất là bằng lòng, họ bỏ bạc triệu ra để họ bảo trợ cho phái đoàn Bắc Hàn, bởi vì họ cho rằng đó là một sứ mệnh thiêng liêng và cái chức năng đó là chức năng của cơ quan của họ, và họ sẵn lòng bỏ số tiền lớn ra
để bảo trợ cho phái đoàn Bắc Hàn. Cho nên Kim Jong-un có số thú vị, thưa quý vị, Bắc Hàn có số thú vị. Đi đấu thể thao thì bầu đoàn thê tử Bắc Nam Hàn lo, right? Còn đi ra ngoại quốc thì các nước khác lo, các cái công ty khác lo. Trong bối cảnh là bị cấm vận, bị cấm đoán, nhưng mà cũng vẫn có người rất là mong muốn để lo chuyện này. Cho nên chúng ta thấy một cái cuộc họp thượng đỉnh đó, qua đó tôi vén cái màn bí mật chút xíu. Cái cuộc họp thượng đỉnh đó, là họ bàn tới mức đó như vậy. Ăn cái gì, uống cái gì, tặng nhau cái gì, ngồi bên nào, bên trái ông nào, bên phải ông nào, ông đây tham dự, vất tất cả mọi thứ. Đó là một kịch bản. Thì quý vị cứ nhiều thứ có chẳng hạn thấy ông Thủ tướng A bay qua gặp ông Tổng thống B, hay ông Tổng thống B gặp qua gặp ông Quốc vương C, hai bên ký rẹt rẹt rẹt. Đó là diễn kịch trên sân khấu thôi. Còn thực sự tất cả những văn bản, kể cả bây giờ bài diễn văn hai bên có đã được. Đã, đúng rồi, đã được thảo. Trước. Yeah. Và kể cả cái tuyên bố chung nếu có, hai bên cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Tới đó không phải để viết tuyên bố chung nữa. Tới đó là để bắt tay, để nói dốc và để ký dây tờ và để họp báo chung để cho mọi người biết là trên trần gian này biết là chúng tôi đã đồng ý với nhau như thế nào. Thực sự cái đồng ý bây giờ đã có rồi, thương gia. Dạ. Nhưng mà đó là chuyện tuyệt mật, mình không biết thôi. Đúng rồi, dạ. À, chưa biết là cái kết quả nó sẽ như thế nào, nhưng mà rõ ràng sau cái hội nghị thượng đỉnh này thì Singapore đã tạo danh tiếng, đúng không anh Năng? Uh-huh. À, trước đây Singapore cũng đã tổ chức những cái sự kiện lớn như vậy, thì với cái sự kiện với cái lần này đó thì chưa cần biết là kết quả nó sẽ như thế nào, tốt đẹp như thế nào, hay là thất bại, hay là như ông Trump nói là bỏ ra cuộc họp giữa chừng, chúng ta chưa biết. Nhưng mà rõ ràng Singapore đang nâng cái vị thế, đang nâng cái danh tiếng của mình lên, và họ cũng đang một mục tiêu nữa mà Hương Giang thấy ở trong này, đó là Singapore họ cũng đang muốn tạo cái mối quan hệ với Bắc Hàn, một cái mối quan hệ lâu dài. À, một người mà mới cách đây không lâu thì được xem là tên đồ tể của thế giới. Đúng rồi. Bây giờ được coi như được trọng vọng, được chào đón. Trở lại. Khoan trở lại, tới đi tiếp chút xíu đi. Khoan trở lại. À, nếu mà cái tin nó đi đúng y chang như vậy thì đó là chỉ chúng ta chỉ đưa tin chậm thôi, vì tin đã có rồi. Đúng không? Chúng ta đưa tin chậm để khi công bố ra người ta mới biết tin là đưa. Dạ. Thực sự tin bây giờ đã có rồi. Nhưng mà cuộc gặp gỡ vậy thì cuộc gặp gỡ có mục đích gì? Cuộc vỡ ngoài, nếu mà nó đúng kịch bản thì chúng ta sẽ đưa tin chậm. Đã đưa tin cái gì ta đã hợp đồng với nhau, đã ăn ý với nhau, đã ký với nhau, đã biết cho hết, chúng ta chỉ đưa chậm vì đã được công bố. Nhưng mà cái chuyện đó không phải chuyện giới truyền thông đi tìm, thưa quý vị. Cái chuyện giới truyền thông đi tìm là cái side effect của cái vụ này. Là khi gặp nhau đó, mình tính như vậy, mấy, tính như vậy. Nhưng mà khi vô đó, một câu nói lỡ lời, một cái thái độ, một cái gì đó, nó đột biến xảy ra, cái phản ứng lúc đó nó như thế nào. Và cái đó chính là cái mà giới truyền thông cũng đang chờ đợi. Cho nên, thưa quý vị, có nhiều người nói là tại sao mà giới truyền thông của Hoa Kỳ hăng hay được bươi mớ móc tin tức, hay là đưa tin này tin nọ vân vân. Thực sự những cái tin đó thì quý vị có thể đọc khắp ở đâu người ta cũng biết hết rồi. Nhưng mà đối với truyền thông hay nhiều ăn khách những cái chỗ này gì nữa. Ai đưa tin trước? Và dạ. Chưa hết. Cái tin mà người khác không biết. Dạ. Cái chữ mà rất quan trọng trong truyền thông là you hear from me first. Là quý vị đọc tin, nghe tin từ chúng tôi đầu tiên. Cái đó người ta bỏ hàng triệu đô la để đi tìm một cái điều, một cái tin mà chưa ai biết, cái tin mà không có. Cho nên chúng ta thấy rằng các hệ thống truyền thông Hoa Kỳ từ CNN, từ NBC, từ Fox News, nó có một cái cuộc đua thứ hai nữa. Có một cuộc đua thứ hai, cuộc đua giới truyền thông. Vậy thì cái đoàn quân nó khai thác, đoàn quân truyền thông sẽ có mặt tại khu đó. Họ sẽ khai thác cái gì? Cái khác biệt của CNN và Fox, cái khác biệt của CBS và NBC, cái khác biệt của những cái đài khác, nó sẽ như thế nào vân vân. Đó là một cuộc chiến truyền thông và chúng ta sẽ thấy các truyền thông chạy đua như thế nào. Thì chúng ta không có mặt tại đó, nhưng chúng tôi sẽ giúp quý vị, chúng tôi đọc báo dùm cho quý vị và sẽ tường trình cho quý vị. Nhưng mà nếu chúng tôi tường trình theo các đài truyền thông, có khi từ CNN, có khi từ Fox, có khi từ NBC, có khi CBS, thì mong quý vị thông cảm cho rằng chúng tôi cũng đang có một cuộc chạy đua là làm sao để đưa tin đến nhanh cho độc giả của mình, sự phục vụ độc giả mình một cách chính xác nhất, một cách nhanh nhất từ nguồn tin từ quốc tế. Đó là cái sự mục tiêu của những cơ quan truyền thông không phải lớn như các cơ quan truyền thông quốc tế,
mình cái quan cò con trong cộng đồng, mình đâu có mặt tại đó đâu hướng dẫn. Dạ. Thì chúng tôi chỉ góp nhặt tin làm sao để đến đến quý vị nhanh nhất, cho đến sau ngày hôm nay tới ngày mai bầu cử, và bắt đầu chúng tôi sẽ countdown cùng quý vị trước cuộc gặp gỡ cho đến cuộc gặp gỡ, và gửi đến cho quý vị những tin tức cực nhanh, đa dạng về vấn đề này. Mong quý vị giữ làn sóng với truyền hình Cali Today, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mỗi ngày. Thưa quý vị, trả lời Hương Giang. Dạ, thưa quý vị, một bản tin từ chiều hôm qua, mà diễn ra từ chiều hôm qua rồi, xảy ra chiều hôm qua rồi, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua thì ban điều tra của ông Robert Mueller đã đệ đơn lên tòa, đưa ra chứng cứ cho thấy là ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Donald Trump, đã có xáo trộn, người ta dùng chữ xáo trộn chứng cứ, nhân chứng. Thưa quý vị, theo các nhà điều tra, họ có chứng cứ trong tay và họ có lời khai của hai người này, được cho là hai người này làm việc cho cái công ty, mà công ty này là công ty vận động hành lang cho chính phủ Ukraine. Và thưa quý vị, ông Paul Manafort được cho là đã liên lạc với hai người này và hướng dẫn hai người này là trả lời các nhà điều tra như thế nào. Và ban điều tra của ông Robert Mueller đã đệ lên tòa và yêu cầu tòa bác bỏ cái việc là cho ông Paul Manafort tại ngoại hầu tra. Thưa quý vị, và đơn được đệ lên ở cho thẩm phán tại tòa Washington. Thì cho đến nay cái bản tin này, cái diễn biến này dừng tại đây, và chúng ta chưa có biết được là diễn biến sắp tới là sẽ như thế nào. Tuy nhiên vào ngày hôm nay, một cái phán quyết mà nó cũng gây sự chú ý đó Nam, đó là liên quan đến vụ kiện mạ lị của cô Summer Zervos kiện ông Donald Trump về tội mạ lị. Bản tin này thì trước đây Hương Giang đã loan đến quý vị rồi ít nhất 2 lần, thì Hương Giang nhắc lại ngắn thôi. Thưa quý vị, cô Zervos là một trong nhiều hơn 10 người phụ nữ trong thời gian vận động tranh cử của ông Donald Trump thì đã lên tiếng là bị ông Donald Trump sách nhiễu tình dục. Và thưa quý vị, sau đó thì ông Donald Trump đã cho rằng những người phụ nữ này là bịa chuyện, đặc chuyện, nói láo. Và chính vì vậy, vào tháng Giêng năm 2017 thì cô Zervos đã đệ đơn lên tòa ở New York khiếu nại cho rằng ông Donald Trump đã mạ lị, khởi kiện ông Donald Trump tội mạ lị. Và phía ban cố vấn pháp lý của ông Donald Trump đã tìm cách ngăn chặn cái vụ kiện này lại, bởi vì họ cho rằng vụ kiện mang động cơ chính trị. Và thứ nhất nữa là tổng thống thì không thể nào, một tổng thống đương nhiệm không thể nào bị khởi kiện ra một tòa của tiểu bang. Điểm thứ hai nữa là một tổng thống thì các luật sư cũng cho rằng một tổng thống thì không thể nào mà cản trở công lý. Và thưa quý vị, nhiều cái phiên tòa đã diễn ra, tòa sơ thẩm rồi sau đó là lên đến tòa phúc thẩm trung gian, rồi cả hai tòa này đều cho phép cái vụ kiện của cô Summer Zervos được tiếp tục. Và chính vì vậy hồi tháng 5, bên luật sư của ông Donald Trump bắt buộc phải trả lời 90 mục từ các luật sư của cô Summer Zervos, mà hầu hết những cái mục này thì tổng thống Donald Trump đều bác bỏ, hoặc là một số còn lại thì ông cho rằng là không có đủ những cái thông tin, không có đầy đủ thông tin. Và thưa quý vị, và ban pháp lý của ông Donald Trump đã đưa cái vụ này lên tòa phúc thẩm, tức là tòa kháng án của tiểu bang New York. Thì vào ngày hôm nay, thẩm phán tòa kháng án của tiểu bang New York cho phép vụ kiện này vẫn được tiếp tục. Có nghĩa là sắp tới ông Donald Trump có thể phải khai hữu thệ liên quan đến cái vụ kiện mạ lị này. Vào ngày hôm nay thì thẩm phán đưa ra là cái thời hạn là hình như là vào ngày 13 tháng 7 thì hai bên phải đưa ra những cái yêu cầu, những cái câu hỏi, và đến tháng Giêng năm 2019 thì hai bên phải cung cấp những cái lời khai dựa trên những cái câu hỏi yêu cầu đó. Thì thưa quý vị, như vậy thì được xem là bất lợi cho ông Donald Trump trong cái vụ kiện mạ lị này. Trở lại Vân Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay cái cuộc chiến tranh thương mại chúng ta đã theo dõi mấy ngày vừa qua. Ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng phía Mexico, chính phủ Mexico những phản ứng quyết liệt, trả đũa, ăn miếng trả miếng. Mà chúng ta biết rằng Mexico và Mỹ và Canada nằm trong một cái hệ thống NAFTA, một cái thỏa ước mậu dịch NAFTA Bắc Mỹ, và lên tới trên 1.000 tỷ Mỹ Kim trong cái giao dịch hàng năm, lên tới cả 1.000 tỷ Mỹ Kim. Cái giao dịch hàng năm của ba nước Mỹ, Canada và Mexico nó còn lớn hơn giao dịch của Mỹ với Liên hiệp Âu Châu
lớn hơn giao dịch của Mỹ và Trung Quốc. Cho nên đây là một cái đối tác thương mại rất quan trọng. Và phía Canada cũng tuyên bố là sẽ trả đũa, nhưng mà chưa đưa ra những con số cụ thể, nhưng mặt hàng cụ thể như phía Mexico cũng đã ăn miếng, trả miếng. Và lần này họ nhắm vào các tiểu bang căn bản và ủng hộ Tổng thống Donald Trump là các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ, và một dạch danh sách rất là dài. Trong bản tin ngắn ngày hôm nay, chúng tôi xin loan báo quý vị là đây là một cuộc chiến rất là chua chát giữa Mỹ và Mexico và Mexico, bởi vì chúng ta biết rằng đây là hai nước láng giềng, nhiều vấn đề phức tạp và gây cấn, rất là gây cấn từ thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên làm Tổng thống giờ, với vụ xây dựng bức tường biên giới, rồi vừa rồi vụ di cư, di dân, rồi qua cái vụ mà chiến tranh thương mại này, thì hai bên có thể là đánh sát ván nhau. Và chúng ta biết rằng cái số giá trị thương mại giữa hai quốc gia lên tới 600 tỷ Mỹ Kim trong năm vừa qua, thì đấy là một con số rất lớn. Và thưa quý vị, người ta cho rằng ông thì gãy đầu thì bà làm sức tráng thôi. Thì trong lúc ở châu Âu thì ông Macron, bà Theresa May và bà Angela Merkel cũng, thưa quý vị, cũng không có hài lòng với Hoa Kỳ, và những cái lời nói nặng nề nhất đến từ ông Macron, thưa quý vị. Thì chúng ta biết rằng là trong lúc đó thì Trung Quốc cũng đang nói rằng nếu mà Mỹ mà tiến hành cái công việc mà đánh thuế lên các mặt hàng của Trung Quốc thì không còn thảo luận nữa, và cuộc tranh thương mại sẽ bắt đầu. Thì chuyện này từ ngày trong tháng 6 này tới 30 tháng 6 là thời hạn mà cuối để bắt đầu collect thuế, đánh thuế, thì nhiều vấn đề phức tạp. Thì đây là vấn đề lớn mà nó sẽ ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trước sự quan tâm rất lớn của tổ chức WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức về khác. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục có thời giờ cập nhật quý vị đầy đủ hơn và chi tiết hơn cái cuộc chiến tranh thương mại đến cái mức độ nào, thưa quý vị. Trở lại Hương Giang. Dạ, thưa anh Nam, thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua thì đệ nhất phu nhân bà Melania Trump đã xuất hiện trong một cái buổi tiếp đón khoảng 40 gia đình, người ta gọi là gia đình Gold Star, tức là những gia đình mà có thân nhân hy sinh ngoài mặt trận. Thưa quý vị, như vậy thì sau 24 ngày yên ắng thì bà Melania Trump cuối cùng đã xuất hiện, và theo kế hoạch thì vào ngày mai thì bà sẽ có một cái tham dự một cái sự kiện của FEMA. Thưa quý vị, anh Nam có biết là trong 24 ngày qua kể từ khi mà bà Melania Trump làm tiểu phẫu thận đó, thì sau đó bà rời khỏi bệnh viện và bà im ắng một cách rất là bất thường. Thì trong thời gian đó thì đã có rất là nhiều cái tin đồn, những lời suy đoán. Anh Nam biết là có những cái suy đoán gì không? Không. Suy đoán là có thể bà, tại vì cái tiểu phẫu mà theo đúng như Tòa Bạch Ốc cho biết thì các chuyên viên về y tế thì họ bảo rằng là cái tiểu phẫu này, cái thủ thuật này nó đơn giản lắm, chỉ cần nằm lại một ngày thôi rồi là bệnh nhân được cho về. Nhưng mà đệ nhất phu nhân thì nằm lại đến 4-5 ngày rồi sau đó về im hơi lặng tiếng, cho nên có nhiều lời đồn. Có lời đồn thì bảo là bà giải phẫu thẩm mỹ, có lời đồn là bà chán ông Trump quá rồi cho nên bà dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc trở lại New York, tức là những cái lời đồn rất là vô căn cứ. Và thưa quý vị, sự xuất hiện của đệ nhất phu nhân vào tối ngày hôm qua đã chấm dứt mọi lời đồn, và vào ngày mai thì đệ nhất phu nhân sẽ bắt đầu lại cái lịch trình hoạt động của mình. Trở lại bên này. Có một câu chuyện, tôi đi tí xíu về cái câu chuyện về kinh tế. Sáng nay cho biết là công ty Apple có lẽ sẽ trở thành công ty đầu tiên của nước Mỹ có trị giá trên 1.000 tỷ Mỹ Kim. Wow! Chúng ta biết rằng cái con số mà công ty có trị giá trên 1.000 tỷ Mỹ Kim thì trong lịch sử của Hoa Kỳ chưa có công ty nào có cả. Trong lịch sử thế giới có công ty của Trung Quốc là công ty dầu khí của Trung Cộng, thưa quý vị. Công ty đó là tên là PetroChina, công ty dầu khí Trung Cộng có cái ký hiệu trên thị trường chứng khoán là PTR, đã lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim một thời. Nhưng mà sau khi lên 1.000 tỷ Mỹ Kim là nó tụt xuống, còn giờ còn giá trị giờ còn 240 tỷ thôi. Nhưng mà công ty Apple bây giờ lên, thưa quý vị, nó lên tới 945 tỷ Mỹ Kim, như vậy còn có 55 tỷ Mỹ Kim nữa.
trở thành công ty có trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì trong thời gian qua chúng ta biết là trong năm nay thì công ty Apple đã gia tăng tới 13% giá trị cổ phiếu, tăng 13%. Và chúng ta biết rằng chỉ cần tăng 6% nữa thôi, khi mà trị giá một cái giá trị của một cái cổ phiếu lên 202.30 Mỹ Kim thì công ty Apple sẽ lên 1.000 tỷ Mỹ Kim. Wow. Thì thưa quý vị, trước đây trong một vài tuần trước chúng tôi nói chuyện quý vị về cái ông mà Warren Buffett, ông mua rất là nhiều cái cổ phiếu, là 75 triệu cổ phiếu công ty Apple. Thì công ty nó lên như vậy thì ông là người shareholder lớn nhất của công ty Apple. Thì với cái cổ phiếu mà nó lên như vậy thì ông Warren Buffett ngồi đó đâu cần đi làm như Hương Giang và Nam phải không? Ông ngồi đó là tanh 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 là lượm tiền vào. Thưa quý vị, nhưng mà sau Apple là những ai thưa quý vị? Sau Apple là những ai? Thì chúng ta thấy năm đại gia của cái nền kinh tế Hoa Kỳ ở đây có một chi tố rất quan trọng. Để quý vị sẽ thấy năm đại gia đó là ai và họ đóng ở đâu, quân ở đâu. Thì công ty thứ hai được xem là công ty Amazon. Không ngạc nhiên dạ. Không ngạc nhiên. Mà thậm chí người ta cho rằng Amazon có tiềm năng vượt qua khỏi Apple. Dạ. Công ty Amazon và công ty đứng hàng thứ hai với trị giá là 800 tỷ Mỹ Kim, chỉ đứng sau Apple là 145 tỷ Mỹ Kim, bám sát thứ hai, người thứ hai bám sát Apple là công ty Amazon. Và hai công ty đứng hàng thứ ba đồng hạng đó là Google và Microsoft. Hai anh này đều 775 tỷ Mỹ Kim, chỉ cũng thua anh Amazon đứng hàng thứ hai chỉ có 25 tỷ Mỹ Kim. Con số với mình thì lớn nhưng với cái đại công ty như vậy con số nó không có lớn lắm. Và cái người mà ông tổng giám đốc Jeff Bezos của công ty Amazon, số tiền ông ta bây giờ lên đến 140 tỷ Mỹ Kim, được tạp chí Forbes xếp là một trong vài người giàu nhất hành tinh của chúng ta. Và sau có Google và Microsoft, đố Hương Giang công ty đứng thứ năm lại. Công ty Facebook, mặc dù có những xì căng đan như công ty này trị giá và cổ phiếu bị giảm, nhưng trị giá công ty này hiện nay là 560 tỷ Mỹ Kim. Như vậy chúng ta thấy Apple tới Amazon tới Google, Microsoft và Facebook thì năm đại gia này chiếm một số lượng là 3.900 tỷ Mỹ Kim, gần 4.000 tỷ. Hương Giang biết tổng sản lượng kinh tế quốc dân Việt Nam bao nhiêu không? Một năm phải không? Cả 200 mấy chục chục tỷ chưa tới 300 tỷ. Thì con số này, chúng thấy một cái công ty mà thành công đó, nó có thể là nó kinh hoàng hơn cái nền kinh tế của cả một quốc gia. Nó còn kinh hoàng hơn nền cái kinh tế quốc gia. Thì người ta cho rằng với những cái đại gia đó, năm đại gia của nền kinh tế Hoa Kỳ, và năm đại gia này đều có thể trong cuộc đua là ai sẽ là công ty đầu tiên lên tới 1.000 tỷ. Thì thấy Apple gần nhất, nhưng cũng có thể là Apple sẽ khừng lại đi xuống giống như cái công ty dầu khí Trung Quốc. Và tại vì bây giờ người ta hỏi cái sản phẩm tới Apple là gì? Bây giờ anh dựa vào cái sale chính của anh đó, là Apple iPhone 8 và Apple iPhone X, hai thị trường chính là Trung Cộng và Nhật Bản. Nhưng mà Trung Cộng lình xình vấn đề thuế má này á, thì Apple có lên nữa hay không? Chưa biết. Và cũng có thể tụt xuống. Như vậy cái ngưỡng cửa 1.000 tỷ Mỹ Kim có thể không vượt qua nổi. Và trong khi các công ty như Amazon v.v. có thể vọt lên không chừng. Cho nên cuộc đua tới một công ty 1.000 tỷ vẫn là cuộc đua sôi nổi của năm đại gia của chúng ta. Phương Giang có nói gì phải không? Dạ, Amazon thì anh Nam biết là bây giờ bắt đầu đang trên cái thế là vươn lên là thành trở thành nhà bán lẻ lớn nhất ở trên thế giới. Tức là có thể vượt mặt Costco, vượt mặt Walmart. Nhưng mà hồi nãy anh Nam nhắc tới Facebook, có một bản tin đó là Facebook bây giờ bị điều tra ra, là có thông tin tiết lộ ra là Facebook cũng cung cấp những cái dữ liệu, những cái thông tin của mình cho một cái công ty mà của Trung Quốc, và công ty này đã bị báo động, thưa quý vị. Thì đây cũng là một bản tin đáng chú ý mà Nam nhắc tới giới businessman. Ngày hôm nay Hương Giang có đọc một bản tin, đó là ông chủ tịch của Starbucks, vị chủ tịch này từ chức khỏi Starbucks để chuẩn bị bước chân vào chính trường và có thể sẽ ra tranh cử tổng thống.
Wow. Dạ. Và Starbucks thay thế bằng một vị chủ tịch, cựu chủ tịch của công ty Jenny Penechak, tự nhiên Hương Nhâm quên mất tiêu, cái công ty con của Macy á. Thưa quý vị, và bản tin cuối cùng, một bản tin không phải con mèo mà cũng không phải con chó, một bản tin ngắn thôi nhưng mà Hương Nhâm cũng nhắc nhủ đến quý vị, đó là một thiếu nữ 17 tuổi tại tiểu bang Pennsylvania đã tử vong khi đang tắm. Mà thưa quý vị, người cô bé này thì cô gái này thì bị cái tình trạng tuyến giáp, nhưng mà không có phải cô tử vong về tình trạng tuyến giáp mà cô bị chết đuối khi mà đang tắm. Và thưa quý vị, chết đuối là do tóc của cô đó bị mắc vào, bị kẹt vào trong cái đường ống thoát nước. Wow. Thì đây là một bản tin mà Hương Nhâm muốn chuyển đến quý vị, cũng là một bản tin để nhắc nhở quý vị, đặc biệt là quý vị nào mà nữ mà tóc dài một chút xíu thì khi mà tắm hoặc là khi bơi cũng hết sức là cẩn thận. Và bản tin này kết thúc phần tin chào buổi chưa tối ngày hết, hôm nay. Chưa hết, vẫn cho chưa hết ạ. Cho chút xíu thưa quý vị. Có cái tin nhắn, chúng ta làm ngắn thôi thưa quý vị, là chúng ta biết rằng Hương Giang chúng và chúng tôi đã nói chuyện quý vị trong tuần trước là Trung Cộng ngày càng vũ trang hóa Biển Đông, gắn nào là hỏa tiễn đất đối không, hỏa tiễn chống tàu vân vân, chống hạm vân vân, rồi là họ có đưa những cái máy bay đánh bom nguyên tử bay lên hạ cánh xuống ở vùng Biển Đông vân vân, đủ thứ ga. Nói chung là Hoa Kỳ cũng có cái phản ứng lại, nhưng cái phản ứng mạnh nhất của Hoa Kỳ là trục xuất cái anh mà cái Trung Cộng, Hải quân Trung Cộng ra khỏi cuộc tập trận thường 2 năm một lần lớn nhất của các quốc gia vùng châu Á Thái Bình Dương. Và chúng ta thấy là trong cái bản tin mới nhất cho biết rằng cái hãng hình ảnh mà vệ tinh là Image Satellite International cho biết là Trung Cộng đã dẹp đi, cuốn gói đi các cái bệ phóng của hỏa tiễn trên các hòn đảo mà tranh chấp nhân tạo tại Biển Đông. Có nghĩa là cái đe dọa của Hoa Kỳ tương đối là khá hiệu quả. Đúng, dạ. Và trong cái lời tuyên bố của ông Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Sam Mattis, ông ta cho đó là những cái cuộc mà hậu quả tương đối nhẹ nhàng, nhỏ. Và Trung Quốc cũng phải đứng trước những cái hậu quả nghiêm trọng hơn. Thì hậu quả nghiêm trọng đó là gì? Thì đây là một bước nhượng bộ của Trung Quốc. Không biết rồi họ sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự đe dọa răn đe của Hoa Kỳ có bước hiệu quả. Cũng bên cạnh cái lời nhắn của Hương Giang, của Xuân Nam có lời nhắn đọc bằng tin mà Xuân Nam nghĩ chuyển đến quý vị. Là một chủ tiệm bánh của Colorado đã từ chối làm bánh đám cưới cho một cặp đồng tính, hôn nhân đồng tính. Và Moulin and Greg bị kiện ra tòa, thưa quý vị. Và vụ này lên tới tối cao pháp viện. Thì 1-2 ngày vừa qua, tố cáo pháp viện đã có phiên xử cho ông này thắng tới tỷ lệ là 7 phiếu thuận cho ông ta và 2 phiếu chống ông ta. Như vậy, cái điều này cho thấy là điều gì? Cái điều này nó gửi thông điệp đến cho những cái người thương mại Việt Nam là nếu chúng ta có những cái cư xử, có những quyết định mà có đụng chạm đến vấn đề giới tính, vấn đề hôn nhân đồng tính, vấn đề tôn giáo, chúng ta có những sự thận trọng cần thiết. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta rất dễ bị thưa kiện bởi sự kỳ thị mang giới tính, tôn giáo, vân vân. Cho nên mặc dù thường hay có trước cửa hàng hay có những cái việc là we have the right to refuse the service to everyone. Dạ, đúng rồi. Nhưng cái câu đó nó không có bảo vệ được chúng ta. Câu đó nó không có bảo vệ được chúng ta và chúng ta có thể bị kiện như thường. Cho nên chúng ta thấy là phải đưa cái vụ nhỏ như vậy đi làm cái bánh mà lên tới tối cao pháp viện. Mà lên tối cao pháp viện cái lời nhắn thế này. Mà quý vị đi từ tòa thấp mà lên tới tối cao pháp viện là quý vị qua nhiều cái tòa lắm. Như vậy là 6 năm trời đó nè, 6 năm trời. Nó qua nhiều cái tòa lắm. Và khi qua nhiều cái tòa, quý vị thấy cái thời gian, phí tổn, đau khổ, lo lắng, đủ thứ nó xảy ra như thế nào. Cho nên cái điều này cho thấy rằng cái cộng đồng người Việt chúng ta trong cái việc mà tiếp khách, trong việc nói chuyện với khách, dù cái người đó là nhân viên, hay dù người đó là manager, dù người đó là ông chủ cũng hết sức thận trọng. Và Hương Giang có đưa nói cái trường cái công ty Starbucks, thấy không? Chỉ một vài nói như vậy cũng có thể dẫn đến cái tình trạng mà phức tạp. Thì đó là một vài bản tin cuối trong ngày chúng tôi gửi đến quý vị. Hãy nhớ vào báo Calitore.com và truyền hình Calitore.com để xem lại những bản tin của chúng tôi. Và đặc biệt trong một vài ngày tới, tin tức rất sôi nổi hấp dẫn, cho nên quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiếp những chuyện kể tới, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Chào Hương Giang.
Dạ, Hương Giang xin chào anh Nam. Hương Giang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng, an lành.